Tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Mình tên là Chi Nguyễn, mình là tiến sĩ giáo dục và hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại một trường đại học tại Mỹ. Trên kênh YouTube này thì mình đã từng làm rất nhiều video hướng dẫn các bạn cách học tập chủ động, tức là thay vì bạn chỉ đọc sách chay, nghe giảng chay hay là viết chép lại những cái nội dung người ta giảng cho mình, thì mình hướng dẫn cho các bạn cách học tập chủ động, tức là bạn đọc nhưng mà bạn có cái tư duy, bạn ghi chép câu hỏi, như kiểu như là mình nói chuyện với tác giả ngay bên lề, hay là mình nghe giảng thì mình không chỉ nghe giảng chay mà mình chia vở làm đôi để mình có thể ghi cái câu hỏi của mình rồi là ghi cái phản biện của mình đối với cái người giảng vào trong vở của mình. Khi mình làm những cái video như thế thì mình nhận được rất nhiều cái comment và nhiều câu hỏi từ các bạn nói rằng là em đã áp dụng cái cách của chị, em cũng chia đôi vở, em cũng cố gắng là cầm bút để viết bên lề khi mà mình đọc sách, nhưng mà em không thể nào nghĩ ra là cái câu hỏi nào, hay là em không thể nào mà có liên tưởng cái câu chuyện gì để mà mình ghi vào bên lề, mình ghi cái phản biện của mình vào cái bên trang của bên vở mà mình cùng song song với cái việc mình nghe giảng. Thì điều này khiến cho mình nhận ra rằng là có một cái kỹ năng mà rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên ở Việt Nam thiếu ấy, đấy là critical thinking, hay còn gọi là tư duy phản biện. Thì cái vấn đề này ấy, nó là cái vấn đề muôn thuở, bởi vì là khi mà mình còn đang ngồi trên cái nhà trường ở Việt Nam ấy, thì cái văn hóa của Việt Nam là mình sẽ nghe thầy cô nói, mình nghe người lớn giảng bài, người giảng dạy cho mình, và mình chỉ biết gật đầu, mình nghe thôi, mình không muốn và mình không dám để mình phản biện lại, hoặc là mình không được dạy cái cách làm sao để mình luyện tập cái tư duy phản biện của mình. Thì điều này nó dẫn đến cái việc là khi mà cái bài tập hay là cái công việc của bạn nó yêu cầu bạn đòi hỏi cái tư duy độc lập của mình, cái tư duy phản biện để cho mình làm cái dự án tốt hơn, hoặc là làm cái cuốn sách tốt hơn, hoặc là mình làm cái gì đấy mà nó cần cái tư duy riêng của mình ấy, thì các bạn không có làm được. Thì cái điều này mình thấy rất là rõ thông qua những cái comment hay là tin nhắn của các bạn gửi cho mình. Do vậy trong video ngày hôm nay thì mình muốn hướng dẫn cho các bạn làm sao để mình có thể rèn luyện cái tư duy phản biện, rèn luyện cái critical thinking này, để không chỉ áp dụng ở trong cái việc học của bạn mà có thể áp dụng ở trong những cái mặt khác trong cuộc sống của mình. Đây là một cái kỹ năng vô cùng quan trọng, đặc biệt cho các bạn trẻ. Nhưng mà thứ nhất, tư duy phản biện là gì? Có rất nhiều người có rất nhiều định nghĩa về tư duy phản biện. Bạn có thể Google ở trên mạng để tìm hiểu thêm. Cũng có rất nhiều nghiên cứu có những định nghĩa khác nhau về tư duy phản biện. Nhưng mà quan điểm của mình ấy, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái câu mà mình vẫn nói cho tất cả các sinh viên mà học các khóa của mình ở Mỹ. Đó là critical thinking is all about asking questions. Có nghĩa là tư duy phản biện có nghĩa là luôn đặt ra những cái câu hỏi. Câu hỏi là gì? Có nghĩa rằng là khi các bạn nghe một bài giảng chẳng hạn, hoặc là bạn xem một cái YouTube video như mình đang nói, bạn không chỉ là nghe xong rồi bạn để đó, bạn gật đầu. Hay là bạn đọc sách, bạn không chỉ nói ok, tác giả nói đúng, mà mình phải có cái câu hỏi trong đầu của mình. Ví dụ, tại sao Chi nói những điều này? Tại sao thầy cô nói những cái điều này? Tại sao sách nói những điều này? Làm sao để người ta làm được cái nghiên cứu này? Làm sao để Chi tạo ra cái video như thế này? Bằng lý do gì? Và cái kiến thức như thế nào mà giảng viên của mình, hoặc là ví dụ như là mình chẳng hạn, bạn YouTuber này, bạn nói được những điều này, cái điều này là có gì khác với cái trải nghiệm của mình không? Mình đã thực hiện cái này rồi nhưng mà mình không đạt được là tại sao, và làm như thế nào để mình thay đổi điều đó, chẳng hạn như thế. Và khi mà bạn nhận được một cái thông tin nào đấy, bạn không chỉ nhận nó một cách thụ động, mà bạn nhận nó với những cái câu hỏi trong đầu. Những câu hỏi tại sao, làm sao, như thế nào, là ai, làm cách nào để người ta làm được cái điều này, và có cái điều gì nó khác với những trải nghiệm, khác với cái kiến thức của mình. Thì đấy là cái cách mà bạn thường xuyên đặt câu hỏi để cho não bộ của mình hoạt động, cho não bộ của mình nó không bị chết, hoặc là nó không bị ở cái tư thế là nó luôn luôn phải là cái người nhận, nó luôn luôn phụ thuộc vào người khác, chứ nó không có cái tính độc lập. Cái tư duy của mình nó phải độc lập, nó phải sắc bén, nó phải có nhiều góc cạnh, để cho mình luôn luôn mình có thể phản bác lại người khác, hoặc là mình nghĩ ra cái đấy không thực sự chính xác, thì mình sẽ đưa ra cái gợi ý, đưa ra cái lời khuyên để nó chính xác hơn. Đấy là cái cốt lõi nhất của cái tư duy phản biện. Nhưng mà như thế nào thì không phải là tư duy phản biện? Tư duy phản biện không có nghĩa là cãi nhau hay là chỉ trích lẫn nhau, đặc biệt là không phải chỉ trích một cách thái quá, hoặc là không có cái nền tảng khoa học, không có cái bằng chứng gì mà mình cũng cố gắng mình bôi ra để mình chỉ trích người khác, và chỉ trích cái công trình, chỉ trích sản phẩm của họ. Mình đưa ra một ví dụ như bạn đang xem một cái nghiên cứu khoa học chẳng hạn, người ta chỉ nghiên cứu về phụ nữ thôi, nhưng mà mình cố gắng mình bôi ra, mình chỉ trích người ta là cái nghiên cứu này phải nghiên cứu cả về đàn ông nữa, mặc dù là trong nghiên cứu người ta đã chỉ ra rất là rõ tại sao người ta chỉ chọn nghiên cứu về phụ nữ thôi, và tại sao cái đối tượng nghiên cứu nhỏ như thế này giúp cho cái sản phẩm khoa học của người ta có cái chiều sâu hơn chẳng hạn. Thì ví dụ như mình không đọc được cái phần đấy, hoặc là mình bỏ qua, mình cứ nhìn thấy bề mặt thôi, mình đã chỉ trích rồi, thì đấy là không không phải là tư duy phản biện. Tư duy phản biện không có nghĩa rằng là bạn nghe thấy người ta nói một cái gì đấy và bạn tìm cách bạn chỉ trích về một cái gì đó khác. Ví dụ như chỉ trích cá nhân chẳng hạn như là thầy cô đăng bài giảng ở trên mạng chẳng hạn, thì thay vì bạn có cái tư duy phản biện về cái kiến thức người ta truyền đạt hoặc là về cái cách người ta truyền đạt chẳng hạn, thì mình lại chỉ trích về cái quần áo của thầy cô là mặc như thế nào này, cái tư thế của người ta như thế nào chẳng hạn. Thì đấy là cái chỉ trích cá nhân. Hoặc là ví dụ như khi bạn đang đọc sách chẳng hạn, thì bạn lại có cái ý nghĩ rằng là chắc tác giả này không bao giờ sống cái hoàn cảnh như mình, người ta bịa ra cái này, người ta không có gia đình hoặc là người ta không có con nhỏ hoặc người ta không ở trong hoàn cảnh nghèo khổ nên ta mới viết được cái điều này. Những cái đấy là cái suy luận mơ hồ mà nó không có căn cứ. Mình chỉ tập trung vào cái kiến thức và cái nội dung chính và mình tập trung vào đó, cái tư duy của mình vào cái nội dung chính thôi, chứ mình không xiên xẹo ra những cái khía cạnh khác mà nó không liên quan đến cái nội dung mà mình cần phải phản biện, và cũng như là không nên chỉ trích cá nhân một cách vô lối. Tư duy phản biện cũng không có nghĩa rằng là bạn kiểu như là bạn bới lông tìm vết ấy. Ví dụ như là một cái bài nghiên cứu dài khoảng độ 20-30 trang chẳng hạn, cái nội dung nghiên cứu chính thì mình không có chỉ trích hay là mình không có phản biện, nhưng mà mình lại tìm cái dấu chấm dấu phẩy hay là mình nói cái câu cái từ người ta dùng ấy, thì nó không phải là cái tư duy phản biện. Đấy là như kiểu mình bới lông tìm vết thôi. Thì đúng là những cái điều này bạn có thể góp ý, nhưng mà đấy không phải là cái ý chính mà mình cần tập trung vào. Thì đấy là cái khác biệt giữa cái tư duy phản biện và cái sự tranh cãi, tranh luận, mình chỉ trích lẫn nhau hoặc là mình vạch ra những cái lỗi mà nó không phải là cái nội dung chính mà mình cần phải tập trung cái tư duy của mình phản biện. Trở lại với cái định nghĩa tư duy phản biện là tập trung vào việc đặt câu hỏi, thì rất nhiều bạn ở Việt Nam và cả sinh viên của mình ở Mỹ cũng thế, đặt ra câu hỏi cho mình là nhưng mà làm sao để em có thể đặt từ một câu hỏi tốt để thể hiện cái tư duy phản biện của mình. Ta ví dụ như bạn muốn đặt câu hỏi chẳng hạn, nhưng mà bạn nhìn bạn thấy trống trơn, bạn thấy tất cả mọi thứ mình đều đồng ý, mình không có cái gì để mình phản biện, mình không có cái gì để mình ghi thêm, mình không có gì để phát triển cả, thì làm sao để mình có thể luyện tập hoặc là mình thể hiện cái tư duy phản biện của mình. Thì với điều này mình có 3 cách mình sẽ chỉ cho bạn để bạn dựa vào đó từng cách một để bạn thể hiện cái tư duy phản biện của mình. Cách thứ nhất để đặt câu hỏi trong tư duy phản biện đấy là bạn dựa vào cái kiến thức và cái kỹ năng của mình. Cái kiến thức và kỹ năng là gì? Ví dụ như là khi bạn đọc một cuốn sách chẳng hạn, thì bạn thấy là tác giả nói về chủ đề tài chính cá nhân chẳng hạn. Ví dụ như tác giả nói rằng là bạn có thể vay nợ để bạn sử dụng làm đòn bẩy để kiếm thêm nhiều tiền chẳng hạn. Thì bạn lại đọc cái phần đấy, bạn nghĩ rằng là cái cuốn sách khác mình đọc thì tác giả lại nói rằng là nên tránh nợ nần, bởi vì là nợ nần sẽ khiến cho bạn bị bó hẹp, cảm thấy là mất tự do, và vì thế bạn không có thể đầu tư vào những cái hạng mục khác ở trong tài chính cá nhân. Ví dụ như thế, thì bạn có thể tận dụng cái kiến thức mà bạn học được ở cái cuốn sách khác để mang vào đây để phản biện cái cuốn sách mà bạn đang đọc, nói rằng là có những cái tác giả khác ở cái tác phẩm này, người ta nói về cái điều này nhưng mà người ta nói về những cái hướng khác, thì cuối cùng cái phương pháp nào là cái phương pháp đúng và phương pháp nào là đúng hơn với mình chẳng hạn. Như thế là một cái cách mà bạn sử dụng cái kiến thức đã có sẵn để phản biện lại, mà cái kiến thức đấy cũng là một cái kiến thức mà đã được công nhận, tức là in thành sách hoặc là đã in thành tác phẩm được nghiên cứu này, hay là người ta đã nói về cái chủ đề này một thời gian rất là dài rồi. Các bạn có thể phản biện dựa vào kỹ năng. Ví dụ như các bạn đang đọc một cái nghiên cứu người ta sử dụng phương pháp định lượng quantitative chẳng hạn, thì người ta có một loạt những cái số má ở trong đấy chẳng hạn. Thì ví dụ như bạn đã được đào tạo về nghiên cứu rồi, thì bạn có thể đặt ra câu hỏi là tại sao cái nghiên cứu này người ta dùng mean mà không dùng mode, mà không dùng medium chẳng hạn. Mình ví dụ như thế, tức là có những cái kiến thức và kỹ năng mà nhờ đó mình dựa vào mình có thể đặt ra cái câu hỏi phù hợp cho từng cái hoàn cảnh. Thì cái việc đặt ra câu hỏi này nó là cái bước đầu tiên của tư duy phản biện, bởi vì nó khiến cho mình bắt đầu cái tư duy của mình bắt đầu nhiều vận động ấy. Thì sau đấy mình có thể phân tích kỹ hơn. Ví dụ như trở lại cái nghiên cứu định lượng vừa rồi chẳng hạn, thì bạn có thể nghĩ rằng là người ta dùng mean là vì cái lý do này kia, nhưng bạn nghĩ rằng là nếu mà thêm cái phần mốt ấy, thì nó có thể thêm được thêm những cái thông tin quý giá hơn chẳng hạn. Thì bạn gợi ý cho tác giả, bạn ghi chú vào đấy là nếu mình là người làm nghiên cứu, hoặc là nếu là mình ở trong cái project này, hay là nếu mà trong tương lai mình có một project tương tự, thì mình sẽ thêm cả phần mốt vào bên cạnh phần mean chẳng hạn. Ví dụ như thế, tức là dựa vào cái kỹ năng này bạn đặt ra cái câu hỏi, và từ câu hỏi bạn sẽ giải thích ra tại sao mà cái cách làm của mình hay là cái kiến thức này nó hữu ích, và bạn đưa ra cái giải pháp. Thì đó là một cái vòng tròn mà nó đầy đủ nhất của cái dòng tư duy phản biện, một cái điều mà mình nghĩ rằng là nó rất là cần thiết. Nếu mà bạn có đủ cái kiến thức và kỹ năng thì hoàn toàn có thể tận dụng nó để bạn phản biện những cái nội dung mà người ta đã làm. Cách thứ hai để bạn có thể phát triển cái tư duy phản biện đấy là bạn sử dụng cái trải nghiệm cá nhân của mình. Ví dụ như có rất nhiều bạn nói mình rằng là em mới học cái môn này chẳng hạn, em chưa có đủ kiến thức, em vẫn chưa đọc nhiều sách, hay là em chưa có nhiều cái kinh nghiệm hoặc là cái kỹ năng để phản biện lại tác giả hay là phản biện lại thầy cô, phản biện lại cuốn sách, bởi vì em chưa có đủ cái kỹ năng kiến thức. Thì cái việc mình dùng cái trải nghiệm cá nhân ấy, nó rất là quan trọng. Ví dụ như là thầy cô giảng về một đề tài, ví dụ như là marketing chẳng hạn, thì thầy cô giảng kiểu như là các bạn cần phải chú ý đến SEO để cho cái website của mình được nhận diện nhiều hơn trên Google chẳng hạn. Thế thì bạn đang ngồi trong hàng ghế của người nghe, thì bạn có thể ghi chép bên cạnh hoặc đặt câu hỏi cho thầy cô. Bạn nói rằng là thầy cô ơi, em có đi làm intern, em thực tập ở một cái agency nào đấy về marketing chẳng hạn, hoặc là bạn làm part time cho một content creator nào mà thường xuyên cần dùng marketing, thì em nhận ra rằng là SEO cũng rất là quan trọng, nhưng mà cái việc phát triển nội dung mà nó đến với khán giả còn quan trọng hơn nữa. Kể cả khi SEO của mình không được tốt, nhưng mà cái nội dung của mình hay thì người ta vẫn cứ share, người ta vẫn cứ like, cái nội dung của mình sẽ vẫn viral, sẽ vẫn có tính lan tỏa, chứ không nhất thiết là phải cần có SEO chẳng hạn. Thì đó là cách bạn phản biện lại, không phải là chỉ trích người ta, mà bạn thêm một cái thông tin cần thiết, thông tin hữu ích vào cái nội dung giảng dạy của giảng viên của mình. Thì ai cũng thích, bản thân mình rất thích sinh viên có những tư duy phản biện như vậy. Thì đó là cách bạn sử dụng cái trải nghiệm cá nhân của mình. Ngoài ra, ví dụ như là có một cái cách khác mà mình thường xuyên sử dụng khi mình là du học sinh ở nước ngoài ấy. Thì ví dụ như là mình học rất nhiều cái môn học mà về giáo dục Mỹ. Ngày xưa mình đi học mình đâu có biết nhiều về giáo dục Mỹ. Bây giờ thì mình biết rồi, nhưng mà cái thời đầu ấy, khi mình còn là thạc sĩ ấy, thì mình không có biết nhiều. Thì mình cảm thấy rằng là cái cách mà mình liên hệ với bài giảng và cách để mình luyện tập cái tư duy phản biện ấy, là mình liên hệ cái hoàn cảnh hoặc cả cái nội dung trong cuốn sách với hoàn cảnh ở Việt Nam. Ví dụ như cuốn sách nói về việc bình đẳng trong giáo dục ở Mỹ chẳng hạn, thì mình thấy rằng là những cái gợi ý trong cuốn sách này thì có thể là phù hợp với hoàn cảnh ở Mỹ, nhưng mình tự hỏi là không biết cái gợi ý này sẽ như thế nào khi mình áp dụng ở Việt Nam, bởi vì hoàn cảnh ở Việt Nam rất khác nhau. Thì thường xuyên ở trong lớp học ấy, thì mình thường xuyên đặt ra câu hỏi như thế, và mình liên hệ trong bản thân mình như thế, hoặc là khi mình viết bài ấy, thì mình viết phản biện dựa theo cái đó. Ví dụ mình nói rằng là cái nghiên cứu này rất là tốt, cái gợi ý này rất là tốt, nhưng mà nó chưa chắc là nó đúng với những cái trường hợp, cái hoàn cảnh, cái đất nước khác, cái hệ thống giáo dục khác, cái thể chế khác thì chưa chắc nó đã áp dụng được. Vì vậy nếu mà ở trong hoàn cảnh khác thì có thể cái lời nhận xét, cái gợi ý này phải thay đổi cái hướng này hướng kia. Đấy là cái cách mà mình ngày xưa khi mình còn là du học sinh, mình thường xuyên mình sử dụng để mình rèn luyện cái tư duy phản biện của mình, và mình đóng góp cho bài giảng, mình đóng góp cho cái nghiên cứu. Thì mình cảm thấy là giảng viên rất là thích. Thì đấy là cái cách mà các bạn có thể sử dụng cái tư liệu, cái trải nghiệm của cá nhân để mình có thể liên hệ với bài giảng, liên hệ với cái kiến thức mình học được qua sách vở hoặc là qua những cái nguồn khác. Cách thứ ba thì các bạn có thể thể hiện được cái tư duy phản biện của mình, đấy là thể hiện qua cái trí tò mò của mình, đặt những câu hỏi mà mình tò mò. Cái điều này, tại sao mình có cái lời khuyên này? Bởi vì là rất nhiều bạn nói với mình rằng là nếu mà em chưa có đủ kiến thức, em chưa có đủ kỹ năng, nhưng mà em cũng chưa có đủ trải nghiệm sống, vì em còn rất là nhỏ, hoặc là em trước nay em chỉ đi học thôi chứ em chưa có đi làm intern, chưa thực tập ở đâu, em cũng ít khi được ra nước ngoài, cuộc sống của em nó không có nhiều trải nghiệm, thì làm sao em có thể sử dụng hai cái cách trước, tức là dùng kiến thức, kỹ năng và dùng cái trải nghiệm thực tế để có thể phản biện được. Thì cái lời khuyên của mình ấy là các bạn sử dụng chính cái trí tò mò của mình. Tức là thay vì bạn có thể bạn không đặt ra được cái câu hỏi mà nó thực sự sắc bén, bạn không thực sự đưa ra cái giải pháp nào đấy mà nó liên hệ với thực tế chẳng hạn, nhưng mà mình cũng có thể đặt câu hỏi dựa vào cái sự tò mò của mình. Ví dụ như là bản thân mình ấy, khi mà mình giao bài cho sinh viên ấy, thì mình luôn nói với sinh viên rằng là đây là những cái bài mà các bạn phải đọc trong ngày hôm nay, và các bạn viết lại một cái mình gọi là critical reading response, tức là những cái bài viết mà mình phản biện lại cái bài đọc này. Thì nếu mà cái bài viết nào chỉ tóm tắt thôi thì mình không bao giờ mình đánh giá cao, bởi vì là tóm tắt thì mình đã đọc rồi, ai mà chả đọc rồi, tóm tắt thì nó chỉ tốn thời gian thôi. Nhưng mà cái mình quan trọng, mình muốn biết ấy, là sinh viên hiểu gì về cái bài giảng này, hiểu gì về cái bài đọc này. Thì đối với có rất nhiều bạn ấy không biết là mình nên đặt câu hỏi như thế nào, thì mình luôn khuyên là nên bắt đầu từ cái điều mà bạn cảm thấy tò mò. Chẳng hạn như là bạn chưa bao giờ bạn làm nghiên cứu định lượng hay là định tính chẳng hạn, và bạn đặt cái câu hỏi là tôi tò mò, tôi tự hỏi rằng là đối với một sinh viên mới thì làm sao để tôi có thể làm cái dự án như thế này, làm sao để tôi có thể đi thực địa như thế kia, làm sao để tôi có được cái dữ liệu này để làm ra một cái nghiên cứu như thế chẳng hạn. Tức là các bạn sử dụng chính cái sự thiếu hụt về kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm sống của mình để đặt ra cái sự tò mò cho cái người đọc, hoặc là cho người giảng viên đang chấm bài cho mình, hoặc là cho bất kỳ ai mà đang làm cái nghiên cứu này. Thì cái sự tò mò này ấy, nó sẽ dẫn đến rất nhiều câu hỏi thú vị, chứ không phải là nó chỉ là tò mò không thôi. Ví dụ như là mình đã từng nhận được rất nhiều cái câu hỏi từ sinh viên, chẳng hạn như là các bạn đọc một cái bài này, bạn không hiểu gì cả, bạn viết ở trong đấy là cái phần này thì em có đọc nhưng mà em chỉ hiểu khoảng độ 25% thôi. Thì em tò mò, em cũng hiểu rằng là tác giả liệu có thể viết lại một cách dễ hiểu hơn. Ví dụ như là trong cái chương này, thay vì viết cái kiểu này thì tác giả có thể viết theo cái trình tự hợp lý hơn được không? Hay là thay vì dùng cái từ này thì tác giả có thể dùng cái từ kia nó dễ hiểu hơn không? Hay là đấy chỉ là cái quan điểm của em thôi. Thì khi mà sinh viên của mình đặt ra những cái câu hỏi thế trong bài tập ấy, thì mình thấy rất là thú vị. Bởi vì là mình thấy rằng là thể hiện là bạn đã cố gắng, bạn tìm hiểu cái nội dung này, nhưng mà vì là bạn thấy là có thể là tác giả viết được chưa được rõ ràng, nên là bạn có những cái sự tò mò đặt ra câu hỏi như thế, thì mình rất là thích. Thì đó là một số cách mà bạn, thay vì bạn phải nghĩ ra rằng là mình sẽ phải vạch lá tìm sâu xem là cái tác phẩm này hay là cái bài giảng này hay là cái nghiên cứu này nó sai ở đâu, thì mình có thể tìm cách liên hệ bản thân, hoặc là nếu mà không liên hệ được với bản thân ấy, thì mình có thể đặt ra cái câu hỏi tò mò làm sao người ta làm được cái điều này, làm sao mình làm được cái điều đấy. Hoặc là ví dụ như mình không hiểu cái điều gì ấy, thì mình tự hỏi rằng là nếu mà tác giả ở đây thì mình có thể hỏi tác giả câu này được không, hoặc là tác giả liệu có thể viết hoặc là thể hiện ở cách nào đấy mà khiến cho người xem hoặc là người nghe hiểu được rõ hơn không. Thì đấy là những cách mà các bạn có thể sử dụng cái tư duy phản biện của mình để có thể phản bác lại cái nội dung mà mình nhận được một cách lịch sự và nó có chiều sâu. Như mẹ nói ở đầu video, tư duy phản biện rất là quan trọng, và nếu mà bạn là học viên, bạn là học sinh, bạn là sinh viên hay là người đi làm hay là bất kỳ ai, thì bạn rất nên luyện tập cái tư duy phản biện này nếu mà bạn chưa có hoặc là bạn còn yếu. Và mình rất là mong là cái tổ chức giáo dục trường học ở Việt Nam ủng hộ, giúp đỡ cho học sinh luyện tập cái tư duy phản biện này, bởi vì là nếu mà mình không có nó thì mình rất là thiệt thòi trong cuộc sống sau này. Tại sao? Thứ nhất là trong giáo dục chẳng hạn, như mẹ đã nói, ở nước ngoài, đặc biệt ở Mỹ, người ta rất là khuyến khích cái tư duy phản biện và cái tư duy cá nhân, tư duy độc lập. Nếu mà bạn không có cái tư duy độc lập ấy, thì thực sự là bạn sẽ luôn luôn phải dựa vào một ai đấy để nói cho mình phải nghĩ cái gì. Ví dụ như bạn dựa vào văn mẫu chẳng hạn, thì xem là mình nên viết cái gì. Bạn dựa vào cái bài giảng để bạn chỉ tóm tắt lại, bạn chỉ dựa vào đó, bạn không phát triển thêm chẳng hạn. Thì nó rất là hạn hẹp trong cái tư duy của mình, rất là hạn chế để cho mình có thể trở thành một người học tốt, một người làm nghiên cứu tốt, một người làm việc tốt chẳng hạn sau này khi mình ra trường. Thì nó rất là hạn chế. Cái thứ hai là không chỉ ở trong cái vấn đề học vấn đâu, mà trong cuộc sống hàng ngày cũng thế. Nếu mình không có tư duy phản biện ấy, thì mình sẽ dễ là mình thấy tất cả những cái điều gì mọi người nói, đặc biệt là những người lớn hơn mình hoặc là những người mà có quyền chức ấy, thì mình đều cho người ta nói đúng 100% là đúng, hoặc là mình không có cái sự phản bác gì cả. Hoặc là mình sợ, ví dụ như trong đầu mình nghĩ rằng là cái này nó có cái lỗi sai, hoặc là mình có cái điều gì đấy mình chưa hài lòng nhưng mình không dám mình nói ra. Và điều này nó sẽ dẫn đến rất nhiều cái thiệt hại, không chỉ cho bản thân mình đâu mà cho cái công ty mình làm, cho cái tổ chức mình làm, bởi vì là mình không nói ra cái vấn đề mà nó tồn đọng hay là cái vấn đề mình nhìn thấy được khi mà mình nghe người ta nói về cái chủ đề đấy. Mình thấy rất nhiều cái công ty tổ chức ấy, tức là lãnh đạo người ta đưa ra cái ý kiến đấy, người ta chỉ đạo cho mình, nhưng mà mình là người làm ở trong cái vị trí đấy, mình biết chắc là lãnh đạo không biết rằng là có cái mảng tối ở trong cái vị trí này. Tức là nếu mà mình làm theo đúng người ta nói ấy, thì công việc nó sẽ bị hỏng, nhưng mà mình không dám mình phản biện lại cho người ta. Thế thì đấy là cái cách mà nó khiến cho cái doanh nghiệp nó đi xuống, hoặc là cái tổ chức nó vẫn y trệ, nó không giải quyết được cái vấn đề tồn đọng. Nhưng mà ngoài cái vấn đề công việc ra ấy, ví dụ trong cuộc sống hàng ngày, nếu mình không có cái tư duy phản biện ấy, thì mình sẽ rất dễ bị người ta lừa. Ví dụ như là người ta dụ bạn làm cái này, người ta dụ bạn làm cái kia, người ta nói rằng là mua cái này đi, bán cái này đi thì rất là tốt, hoặc là người ta nói cho bạn là bạn phải gửi tiền cho người ta chẳng hạn, vân vân. Có rất nhiều cái lừa đảo ở trên thế giới này, và người ta lợi dụng cái lòng tốt của bạn, lợi dụng cái sự ngây thơ, cái sự thiếu phản biện của bạn để người ta làm cái điều gì đấy có lợi cho người ta. Vì vậy nếu mà bạn có cái tư duy phản biện ấy, quay trở lại cái vấn đề đầu tiên ấy, là bạn đặt ra cái câu hỏi: tại sao người ta đặt cái vấn đề này với mình? Tại sao người ta đòi tiền của mình? Tại sao người ta lại muốn mình làm cái này, mình làm cái kia chẳng hạn? Tất nhiên là nó không phải là mình sẽ nghi ngờ mọi thứ trên đời. Một lần nữa, tư duy phản biện nó phải dựa vào cái cơ sở nào đấy nhất định, dựa vào kiến thức và kỹ năng và trải nghiệm thực tế của bạn, hoặc là vào cái sự tò mò của bạn. Nó không phải là mình nghe thấy người ta nói gì là mình nghi ngờ ngay lập tức. Nếu mà người ta là một cái người mà người ta có cái kiến thức, người ta có uy tín chẳng hạn, thì mình cũng có thể lắng nghe người ta, nhưng mà không có nghĩa rằng là mình không đặt câu hỏi. Bạn phải đọc rồi bạn đặt ra cái câu hỏi dựa vào cái chứng từ mình ký, rồi bạn mới ký. Đó thì là cái cách mà bạn dựa vào cái tư duy phản biện của mình để bạn bảo vệ mình và gia đình mình, những người thân của mình khỏi những cái thế lực xấu ở trong xã hội. Thì mình thấy rằng là cái tư duy phản biện nó rất là cần thiết và rất là quan trọng, và mình rất là tiếc khi mình thấy rằng là thậm chí đến năm 2021 rồi mà rất nhiều bạn trẻ Việt Nam vẫn thiếu cái tư duy này. Bản thân mình cảm thấy rất may mắn bởi vì mình trưởng thành trong một gia đình mà mẹ mình là nhà báo, là một người mà có tư duy phản biện rất bén. Do vậy mẹ mình luôn luôn dạy mình cái đặt câu hỏi, cách mà mình phải thường xuyên mình vận dụng cái tư duy của mình để mình đặt câu hỏi, mình gợi ý ra những cái giải pháp thú vị hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn. Thì sau này khi mình trưởng thành, mình lớn lên thì thầy cô mình có hơi bị đàn áp mình xuống một chút, tức là người ta muốn là mình luôn luôn phải nghe lời người ta luôn luôn đúng ấy. Này, kiểu như là giáo dục Việt Nam ngày xưa ấy. Thì nhưng mà vì mình luôn luôn có cái tư duy phản biện trong đầu ấy, thì khi mà mình có cơ hội thì mình luôn có cách để mình thể hiện bản thân mình. Và điều này giúp cho mình rất là nhiều khi mình đi du học và mình trở thành giảng viên như ngày hôm nay ở nước ngoài, giúp cho mình rất nhiều. Vì vậy trở lại cái vấn đề này thì mình rất là mong các bạn trẻ có thể học được tư duy phản biện và hiểu được tầm quan trọng của nó. Cái nào là tư duy phản biện, cái nào không, và ba cách cơ bản mình đã dạy cho các bạn để có thể tận dụng cái tư duy phản biện này trong các mặt khác trong cuộc sống của bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye!